Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha, là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và những bậc khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha trao phó cho ta, và không ai biết người Con trừ ra Cha, cũng không ai biết Cha trừ ra người Con và kẻ người Con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến cùng tôi, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho anh em. Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học cùng tôi, vì tôi dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ gặp được bình an. Vì ách của tôi mang thì êm ái, và gánh của tôi vác thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Kính Chúa Cha, kính Chúa Cộng đoàn. Để bắt đầu, tôi có câu đố. Trong tiếng Việt, có hai con vật nào vừa nghe tên nó là biết nó bất hiếu? Bất hiếu vô cùng là. Ai biết có thưởng? Ai nói trúng sẽ được anh Thịnh cổng đi trong trung tâm một vòng. Con lừa thì đâu có gì mà làm mà. À, phải nói là con lừa cha và con lừa mẹ là hai con bất hiếu nhất. Chứ còn con lừa, nó sao? Nó đâu có lừa ai đâu. Còn này con lừa cha, tức là con mà đi lừa cha mình. Rồi con lừa mẹ là con mà đi lừa mẹ mình. Có phải hai con bất hiếu không? Còn con lừa con, nó lừa nó thì mặc xác nó. Một vị vua không bao giờ cởi lừa. Lừa là con vật người ta cho là ngu, cứng đầu và rất là trái với ý chủ. Chủ muốn đi tới, đẩy tới thì nó thụt lùi. Vậy mà trong bài đọc 1, người khiêm tốn ngồi trên lưng lừa con, hình ảnh rất dễ thương. Rồi Chúa Giêsu lặp lại hình ảnh đó ở ngày lễ lá. Tôi không bàn, không phải Chúa không có đủ phương tiện để mượn một người nào đó quý tộc một con ngựa thật chiến để ngồi trên đó rồi vào thành Jerusalem, thì còn đâu là lời tiên tri Isaiah nói người khiêm tốn ngồi trên lừa con. Cái dạo tôi ở Lockridge, mỗi lần lễ lá cha đồng Văn Vinh hay đi tìm đâu được con lừa. Rồi một năm, năm cuối cùng tôi ở đó là năm thứ ba, thì luôn luôn kiểu đi một vòng nhà thờ, đi ngoài phố nữa. Rồi hôm năm cuối cùng đó có được một con lừa với một con lừa bé. Rồi thì cha cởi cái con lừa, mà nó cũng chẳng phải lừa mẹ đâu, nó cũng còn trẻ lắm, nhưng dắt con lừa kia theo cho nó có khí thế. Nó đi được vài bước nó không đi nữa, nó cứ rống lý. Rồi mấy đứa bé thấy vậy nó không đi nữa, thì cha Vinh leo xuống khiến nó đi. Tức là mấy đứa nhỏ người Úc nó nói: "He is too heavy." Khiêm tốn ngồi trên mình lừa cũng thấy tội nghiệp. Đó là hình ảnh thật dễ thương của một Thiên Chúa uy quyền mà phải ngồi trên lưng con lừa. Thưa quý vị, câu đố thứ hai: nhân đức là gì? Nghe sợ quá, nghe cái chữ nó cao siêu quá. Hai chữ Hán Việt ghép lại: nhân đức. Nhân đây không phải là chữ nhân là con người đâu, mà chữ nhân này viết bộ nhân đi với chữ nhị bên cạnh mới gọi là nhân. Chữ nhân đó có nghĩa là người luôn luôn biết có trên thì có dưới, số 2. Biết có trước thì có sau, biết có ngày thì có đêm, biết có nam thì có nữ, biết có ngày khỏe mạnh phải chấp nhận ngày đau yếu, biết có ngày thành công phải vui vẻ nhận ngày thất bại. Biết có ngày sáng thức dậy rất hưng phấn, rất vui,
cũng có ngày thức dậy yếu xìu, cũng không giải thích được tại sao mình buồn. Và phải biết chấp nhận. Và ngay từ trong cái giáo dục gia đình, nếu một gia đình khéo giáo dục, tạo cho một em bé luôn luôn biết có hai, có tôi và có người khác. Con đứng dậy, hồi nãy chính con kéo cái ghế ra, thì con phải đẩy cái ghế vào. Con phải làm. Hồi nãy cái cửa đang đóng, tự con mở ra, khi con rời, con phải đóng cửa lại. Con phải nhớ có cái vế thứ hai. Và đó, nếu tập được thì gọi là nhân. Cái nhân đức, đức độ của con người nó nằm ở chỗ đó. Vậy nhân đức không phải là cái gì cao siêu dành cho các bậc tu trì hay đức cha, đức giáo hoàng, thưa không? Tôi rất thích cái định nghĩa của một cha dạy luân lý trong chủng viện ở đây. Ngài nói tiếng Anh, virtue is the habit to do good things. Hết. Nghĩa là nhân đức là cái thói quen mình làm điều tốt. Ồ, nghe như vậy thì ai cũng có nhân đức. Còn tật xấu là gì? Thói quen làm điều sai, điều xấu. Rất đơn sơ. Nếu tôi có cái tính phải tập, cho nên Chúa bảo phải học cùng Chúa, học đi với tập. Tôi biết là phải nhịn. Nếu tôi quen nhịn, tôi trì hoãn lại một chút, cơn nóng nó lên, tôi đi uống miếng nước, rồi sau đó thanh giọng, rồi tôi chửi khá hơn. Tôi tin chắc uống xong ngụm nước đã bớt muốn chửi rồi. Đó là mình tập mỗi lần, rồi mình sẽ có thói quen. Cái thói quen đó gọi là nhân đức tự chủ. Ví dụ mình có lòng hay giúp hay thương người khác, mình có thói quen, mặc dù rất tiếc tiền của mình là mồ hôi nước mắt, nhưng mình thấy việc nghĩa thì làm không tiếc. Mình có thói quen làm như vậy, cho ít, cho nhiều lần, một lần tí, để giữ gìn tất cả những gì gọi là quân bình trong đời sống tài chánh của gia đình. Như vậy mình có thói quen, thì lúc đó gọi là có nhân đức bác ái. Mỗi lần dục vọng đam mê nó xúi, mà nếu mình là Chúa, con biết con yếu, xin giúp con với, để tránh được một chút. Rồi từ từ nó tích lũy thành một thói quen, có thể kiềm chế được dục vọng. Nếu không, mình trở thành nô lệ. Lời nguyện nhập lễ nói, Chúa đã giải thoát họ khỏi vòng tội lỗi. Và vì họ có tự do, cho nên họ có thể tìm con đường trở về đam mê tội lỗi. Do đó, bài phúc âm Chúa bảo phải học cùng Chúa. Nếu mình tập thói quen thắng được một chút, thắng được một chút, thì mình gọi là có nhân đức tiết độ. Vân vân, thưa quý ông bà, đừng nghĩ chữ nhân đức cao siêu quá. Hãy nghĩ đó là thói quen. Một người chồng có thói quen tốt khi không nói, nghe vợ nói sốc óc lắm nhưng không nói lại, cũng là điều hay. Một bà vợ có thói quen chấp nhận được những tật xấu của chồng, chấp nhận rồi tìm một dịp nào đúng lời, đúng lúc, đúng nơi để nói. Tôi nghĩ đó là những thói quen. Mà hôm nay Chúa mời mình một chuyện thôi, hiền lành và khiêm nhường. Trong trọn quyển phúc âm không bao giờ Chúa mời hãy đến học cùng tôi cách làm phép lạ. Mà nếu mấy ông bà mà có lò bánh mì mà học với Chúa là đã quá. Một lần Chúa làm bánh mì 5.000 người ăn còn thừa. Thế thì mình mở lò bánh mì là thôi số dách, khỏi cần thức khuya dậy sớm chi. Chúa nói ô, đó là có bánh mì bán mà bánh mì ngon. Mấy người làm farm cũng vậy, Chúa gieo cái dâu nó ra, rồi búng cái nó chạy vô hộp sẵn. Chúa đâu có bảo phải học cùng tôi điều đó. Chúa không có nói học cùng tôi cách đi trên mặt nước. Mùa này mà đi mặt nước là chìm lạnh bỏ mẹ đấy. Chúa đâu có bảo. Mà Chúa bảo học hai điều rất là khó chịu, hiền lành, khiêm nhường. Trưa hôm qua tôi rời đất trại của em thiếu nhi ở ngoài Hillary. Tôi chạy về để lấy ít món đồ cho thánh lễ. Tôi tới ra đường bao thì tôi là người ưu tiên. Mà có một ba người Úc lái một chiếc xe vút trẻ trẻ cắt cái ưu tiên của tôi.
rồi còn bóp kèn nữa, qua mặt xong còn đưa cái ngón giữa lên về xin lỗi đừng có đưa nó. Tôi sùng quá đi rồi tôi quên mẹ nó cái bài này. Tôi rượt theo tôi bóp kèn tin 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 tin, nó cũng bắt đầu sợ vì thấy thằng này dữ. Cái mình nghĩ mẹ vô duyên làm gì kỳ vậy. Bài phúc âm chiều nay nói cho thiếu nhi hãy hiền lành, be humble and tender, ngu khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bùng lên cái là mình phải làm cho đỡ tức. Đó là con người. Cho nên phải nói với Chúa, Chúa dạy, xin giúp con năng đến học cùng Chúa. Chúa mời rõ ràng, hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thánh Phaolô thì nói, có ơn Thánh Thần mới làm được. Bài đọc 2 đó. Cho nên cũng năng xin Chúa, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Trong cái cơn giận này con phải làm gì? Vân vân. Kính thưa quý ông bà, đời sống đạo nó là mối liên hệ với Chúa. Mối liên hệ là chính, không phải những chuyện khác. Cho nên tôi rất ưng ý cái câu Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, hãy coi chừng. Phần đầu có, tôi không nói lại nữa. Ông nói tới cái phần hãy coi chừng những gì mình làm, là vì mình làm đi làm lại sẽ thành thói quen. Cái habit, thói quen. Hãy coi chừng thói quen của mình, là vì cái thói quen là cái cá tính của mình. Hãy coi chừng cá tính của mình, vì nó là định mệnh của mình. Fatality. Mình chọn, mình tập, mình xây đắp, mình đâu đổi thừa cho ai được. Chính mình tập cho mình nghiện ngập, đâu ai bắt mình đâu. Nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc là do mình làm đi làm lại, kể cả nghiện sắc dục. Mình lặp đi lặp lại thì mình thành thói quen. Ước gì mình có thói quen tốt hơn như Chúa Giêsu mời, ở hiền lành và khiêm nhường. Tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý ông bà, nói dễ làm khó. Xin Chúa ban cho chúng ta trong thánh lễ hôm nay hiểu được hạnh phúc của gia đình nó nằm ở câu đó đó. Chúa dạy cả cha lẫn mẹ, cả vợ lẫn chồng, cả con cái lớn rồi nữa, nếu ai cũng ý thức được học cùng Chúa hiền lành và khiêm nhường. Khiêm nhường đây không phải là nói láo. Khiêm nhường là mình có gì mình công nhận mình có cái đó, mình không có mình nói mình không có, chứ không phải mình có mà mình nói không. Cái đó lại là tật xấu nói láo. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta thấy sống đạo nó vui, nó giúp mình càng ngày càng hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn. Khi mình được tự do đó là hạnh phúc. Cho nên có một nhà thần học mà gài độ Đức Đạt Lai Lạt Ma, hỏi thưa Ngài, Ngài vừa thuyết trình về những chân lý của Phật giáo thật hay, vậy xin Ngài cho biết đạo nào, tôn giáo nào là the best đối với Ngài. Ông đó là một nhà thần học công giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông già khôn ngoan, ông nhìn, ông mỉm cười gật gù và ông nói, theo tôi, đạo nào tập cho tôi có những thói quen tốt để cải thiện chính tôi, tu sửa chính tôi. Đạo nào khiến tôi yêu mến người khác, đạo nào làm cho tôi càng ngày càng sống hạnh phúc khi thấy mối liên hệ giữa tôi với đấng tối cao, đạo đó nhất. Ông khôn ngoan không nói tôn giáo nào. Xin Chúa cho chúng ta hiểu và thấy sống đạo không nặng nề như chúng ta nghĩ, mà nó vui vẻ vì giải thoát chúng ta khỏi những nô lệ. Mà như Thánh Phaolô nói, mình không thể say no. Nó ghê thật. Hình ảnh cuối cùng là, quý ông bà biết mấy người Eskimo đi săn chó sói. Tôi tóm tắt lại thôi. Nó rất là ghê. Họ dùng một lưỡi dao, hai lưỡi hai bên, dài 4 tấc. Hai bên đều mài sắc. Rồi họ nhúng vào trong cái máu của con hải cẩu. Con xỉu. Và họ phơi khô. Máu nó khô, nó bọc cái lưỡi dao lại. Họ nhúng tiếp, họ phơi khô, họ làm chừng 20 lần rồi, máu nó bọc cái lưỡi dao. Rồi họ đi cắm cái lưỡi dao đó trên tuyết. Ban đêm con chó sói bắc cực
rất là thính mùi máu, ngửi thấy lưỡi dao đến liếm. Liếm thì cái lưỡi ấm, trời đang lạnh khoảng 30 độ dưới zero, thì cái lưỡi ấm làm cho máu khô nó tan. Càng liếm mạnh thì càng ngon, vì máu nó tan ra nhiều. Và không cưỡng lại được mùi máu, vì bản năng nó đã trở thành nô lệ của mùi máu. Liếm rất hăng, máu khô tan dần thì lưỡi dao nhô ra, một hồi cắt lưỡi. Bây giờ thấy ngon hơn là vì lúc này máu tươi, nó uống chính máu nó. Và một con có thể 30 kg, cao lắm là 10 phút ngã gục vì uống hết chính máu mình. Ghê thật, hình ảnh ghê thật. Các nhà bảo vệ súc vật phản đối, không cho cái cách đi săn như vậy. Không sao, họ muốn phản đối gì phản đối. Tôi thấy hình ảnh đó xảy ra nơi con người rất đáng thương. Khi tự mình trở thành nô lệ, không cưỡng được tiếng nói của rượu, tiếng mời của cờ bạc, tiếng thúc đẩy của dâm ô, vân vân, nhất là quyền lực của ma túy. Xin Chúa ban cho chúng ta cuộc sống đạo, được giải thoát thành những con người tự do đi theo Chúa.